Xin chào toàn thể quý vị anh chị, em là Hồng Ngọc. Showroom nhà em có địa chỉ là 46 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Và bên em thì không chỉ là bán xe mà bên em còn có cả xưởng sửa chữa nâng cấp sơn cũng như là độ nâng cấp đời mới nhất cho quý vị anh chị luôn nhá. Nên là các bác mua bên em thì sẽ được chọn gói dịch vụ từ A đến Z luôn quý vị anh chị nha. Và hôm nay thì lên sóng cho các bác một là trong những chiếc xe mà dễ dùng, dễ đi và cũng như là dễ trao đổi nhất, đó là chiếc xe VinFast Fadin. Hai phiên bản ngày hôm nay em đang giới thiệu cho các bác thì là đều 2020, đều là bản bay. Nhưng mà là một chiếc 2020 và một chiếc là 2021 nha. Cái chiếc đỏ này thì em sẽ quay đầu tiên luôn cho các bác để xem tổng thể. Đây, bây giờ bạn Caramel sẽ quay từ phần đầu xe để cho mọi người có thể nhìn được. Xe thực sự là cũng vừa về đến showroom thì em cũng cho lên hình luôn để cho bác nào mà xem được chất lượng xe được nhanh nhất có thể nhá. Với chiếc bản bay này thì Oddo đã lăn bánh là 41.000 km rồi, cũng khá là không phải là quá ít nhưng mà cũng là ở mức độ tương đối. Với cái chi tiết bản bay thì thực sự là về tính năng xe thì cũng không có quá nhiều là option đâu quý vị anh chị nha. Đấy, mọi người nhìn tổng thể cho em về những chi tiết ở phần đèn này, rất là nhỏ nhắn thôi nhưng mà tạo những điểm nhấn trên xe rất là tiện lợi trong quá trình mà mình di chuyển. Tiếp đến phần thân đuôi xe nào thì chúng ta sẽ có một thiết kế rất là nhỏ gọn. Đấy, màu xanh thì trước nữa em sẽ quay nhá. Màu xanh bây giờ em sẽ quay đỏ trước để cho các bác xem cụ thể hơn. Đấy, từng đường nét trên chiếc xe. Chung là bản bay thì chủ yếu là em nghĩ là các bác nào mua thì cũng lắp thêm một số thứ nhưng mà so với giá thành thì nó vẫn rất là hợp lý, nên là chính vì vậy mà bản bay thì bán rất là chạy. Đợi em một chút để em mở chìa khóa cho các bác xem nhá. Với tính năng trên chiếc xe thì anh ấy cái chìa khóa, hộp chìa khóa đâu nhỉ? Con này. Với chiếc xe bản bay thì mọi người được đánh giá là rất là vừa tiền. Đồng thời thì cái công năng sử dụng của chiếc xe này thì với cả cái khả năng bán ấy, nó rất là, đây là em bấm cùng đó xanh luôn, thì nó rất là dễ dùng, dễ đi luôn đấy ạ. Bây giờ em sẽ quay vào phần khoang lái trước để cho các bác nhá. Xong rồi em sẽ quay xuống dưới phần phần nội thất. Với khoang lái thì mọi người có thể nhìn thấy là cái bản bay thì nó cũng không có quá nhiều là option rồi. Chiếc xe thì đã có bọc trần, bọc sàn da và có thảm nỉ rồi. Đây là cơ bản những cái là mình đã đủ dùng để đi. Các bác muốn nâng cấp thêm thì em có tư vấn thêm sau cho các bác nha. Đó, chiếc xe bản bay thì nói chung là nó cũng chỉ có vậy thôi, nhưng giá thành thì nó hợp lý. Đấy, và bây giờ xe mới thì cũng không có hàng mấy anh chị ạ. Và trong khoang nội thất ở dưới đây thì các bác cũng có thể xem cho em. Là khoang nội thất ở dưới là nó cái tông màu đen thì khá là dễ dùng rồi, cũng đã bác chủ bác cũng độ một cái bệ tì tay rồi nhá. Rất là dễ dùng trong quá trình mà mình di chuyển. Và bây giờ thì sẽ sang ngay với cả chiếc màu xanh này nha quý vị chị. Với chiếc xe màu xanh này thì cũng là phiên bản bay, nhưng mà chiếc này thì là sản xuất 2021. Oddo thì đi có 11.000 km thôi, còn rất là mới. Cũng có một vài vết xước nhưng mà không đáng kể, nói chung là cũng là ngoài da thôi. Đi 11.000 km thì các bác cũng biết rồi đấy ạ. Cái tông màu xanh này thì trông thế tưởng khó bán nhưng mà lại nhiều người rất là hỏi. Rất là nhiều người hỏi. Đó, thế nên là bác nào mà mệnh thủy như em Ngọc thì là chốt chiếc xe này rất là hợp lý. Bây giờ bạn Caramel sẽ quay thêm một chút về phần đầu xe để cho mọi người có thể xem được cận cảnh hơn nha. Đó, với chi tiết ở trên chiếc xe thì mọi người có thể nhìn thấy là em nó còn rất là đẹp. Chiếc này thì đĩ hơn, chiếc mà 2021 đi vậy là đĩ hơn rất là nhiều rồi. Đó, mọi người nhìn tổng thể giúp em. Em ở bên đấy chắc được đấy. Tổng quan nội ngoại thất, và em quay thêm cái thông số kỹ thuật của xe ở góc cho mọi người có thể xem được. Đấy, xe 2021 chuẩn luôn các bác nhá.
Xe này thì bên em mua bán ra thì đều có cam kết bằng văn bản cho quý vị anh chị luôn. Quý vị anh chị có cân đối cụ thể xem xe thì đều có thể là lựa chọn một chiếc xe rất là cụ thể. Và với phiên bản chiếc này thì là em đang có mức giá là rất hợp lý cho các bác luôn. Các bác nào mua thì gọi điện trực tiếp cho bên em nhé. Đấy, thì chiếc xe đây là chiếc màu xanh. Chiếc này đang có giá là 359 triệu. Còn chiếc này thì đang có giá là 346 triệu thôi. Thực ra em nói giá thì cũng gọi là giá này các bác đến thì em cũng chỉ ra lộc một chút nữa thôi, chị không báo giá chào nữa. Xe con như này thì thực sự là nhà em cũng không phải là chuyên quá nhiều, nhưng thực sự là nhập được cái chất lượng chiếc xe nó rất là ổn thì cũng mang đến cho khách hàng có thêm sự lựa chọn. Đó là hai chiếc xe Fadin phiên bản Bay sản xuất 2020 và sản xuất 2021. Nên quý vị chị cân đối cụ thể về chiếc xe nào muốn chọn màu đỏ hay màu xanh thì hãy liên hệ trực tiếp với em trên số hotline nhé. Rất cảm ơn quý vị anh chị đã theo dõi những phút cuối của video ngày hôm nay và xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.